thanh niên này vô tiệm net tôi đặt đồ rồi. Ui đồ lót chuột anime đó nè. Rồi ok 500 anh em, hiện tại bây giờ thì mình với Sammy đã vào lại trong cái tựa game tiệm net bất ổn của chúng ta rồi đây. Và để mình ra ngoài xem thử coi dạo gần đây tiệm net làm ăn như thế nào nha các bạn nha. Như bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình á thì hiện tại là tôi với Sam đang kiếm được 296.000 đô rồi. Nói chung là cũng một con số khá là nhiều đó. Ok ơi, rồi lâu rồi chưa vô nữa. Đúng rồi, lâu rồi chưa vô. Không biết là mấy anh bảo vệ rồi mấy con robot có còn nhớ tôi không đây. Đây anh bảo vệ của tôi. Ủa, sao anh bảo vệ quay mặt đâu rồi? Ôi vô vô. Anh bảo vệ đang vô làm nhiệm vụ nè. May quá anh bảo vệ vẫn đang rất là nhiệt huyết với nghề nghiệp đó. Trời ơi suốt cái rớt cục tiền luôn sao. Trời ơi quá trời xịn luôn, quá trời xịn nè. Thêm cục tiền rớt cái nè. Đó chính là anh bảo vệ siêu ngầu của chúng ta đó bạn. Lâu quá mới gặp lại ảnh nè. Nhưng mà ảnh cứ nhìn đi đâu nhờ. Ủa sao ảnh nhìn đâu Sam? Không biết, nhìn cái góc đầu kia. Ủa nhìn cái gì bên kia? Cái này là gì? Oh my god, cái gì đây? Oh my god. Nguyên một căn nhà đẹp như vậy. Wow. Ủa khoan từ, hình như tôi nhớ là trong mấy tập trước là tôi đâu có thấy căn nhà đó đúng không Sam? Đúng rồi, có nhà đâu mà sao có cái nhà. Ủa mấy bạn, vậy? Hình như là cái nhà này là một cái update mới của game hay sao đó. Hình như là mình vô được không? Từ, để vô. Vô không được, vô không được, mà bị chặn đâu rồi. Chủ nhà đâu cho vô. Trời ơi, mà cái nhà nó đẹp quá Sam ơi, nhìn kìa. Kết cấu độ kiểu hài hòa, màu trắng này còn trồng hoa màu hồng Sam thích nữa. Tôi mở trong cái nhà này, trời ơi chắc tôi thích dễ sở thích luôn. Dạ. Cho tiền mua đi. Không, nhà này không có mua, lại tự kiếm tiền mua chứ. Ôi. Nói vậy thôi chứ mình với Sam cộng tiền lại cũng không đủ mua nha. Ủa sao biết hả, bao nhiêu tiền mà không mua được. Đây Sam muốn biết cái nhà nó nhiêu tiền đúng không? Đây tôi cho bà xem cái nhà nhiêu tiền. Hiện tại chúng ta sẽ bấm vào trong đây nè. Đấy, cái game hiện tại đã có thêm hai phần mới các bạn ạ. Đó chính là nhà nè, với lại cái này là cái gì đây? Cái này là nâng cấp bàn làm việc của chúng ta. Cũng đúng, cái bàn làm việc của chúng ta nhìn nó cùi bắp nè, thấy không? Nó chỉ có mỗi cái bàn với lại cái laptop và nó hơi phèn đúng không Sam? Trời ơi, cái gọi là cái bàn làm việc mình còn thua cái gọi là gì ta, cái PC cho khách chơi đó kìa. Đúng rồi, cái bàn làm việc của mình nó có mỗi laptop còn PC của khách đó nha. Trời là ơi. Là còn có thêm màn hình xịn rồi bàn phím rồi hoa cái kiểu nữa. Đúng rồi. Đó cho nên là chắc là mình nghĩ mình sẽ nâng cấp máy của mình luôn á. Ok. Rồi và bây giờ là cho Sammy coi thử cái nhà nhiêu tiền nha. Đây. Cái nhà này có giá là 2.599.999 đồng. Wow. Oh my god. Mà hiện tại bây giờ chúng ta đang có 300.000, có nghĩa là chúng ta đang còn thiếu khoảng 2.2 triệu nữa sao mà. Ê mà tôi vô lại tôi xem đi, hình như là không những mua nhà ông mà mua phụ kiện nữa kìa. Đúng rồi. Mình mua nhà xong mình còn phải tốn thêm 399.000 để có thể mua thêm đồ trong nhà nữa nha. Có nghĩa là muốn mua được cái nhà này thì chúng ta sẽ phải mất khoảng 3 triệu đô các bạn ạ. 3 triệu đô hình như là 60 mấy 70 tỷ ở ngoài đời thật á. Đó thấy chưa? Đủ tiền quá. Trời ơi cái nhà này đó bự như vậy. Trời ơi xịn mà. Đó nói chung là bây giờ là tôi đã có thêm một cái động lực mới cho cái game này rồi các bạn ạ. Đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền để làm cách nào mua được cái nhà này luôn nha các bạn nha. Thôi nhưng mà bây giờ trời tối nè, tôi nghĩ là chúng ta nên về quán làm việc tiếp đi. Trời. Bây giờ là tiệm net tôi là mở xuyên đêm mấy bạn. Đúng tôi rồi. Không có đi ngủ luôn mà. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ về nhà để mình nâng cấp cái bàn máy tính của mình lên nha các bạn nha. Tạm thời gác qua cái việc là mua cái nhà này đi. Cái nhà này là chắc chắn trong khoảng 2-3 tập nữa tôi sẽ mua được. Tôi cá với bạn luôn, tôi sẽ mua được. Đó ok. Nhà ước mơ. Rồi bây giờ thì tôi phải nâng cấp cái bàn PC tôi lên ở đang level 1 nè. Nâng cấp là 680 đô à. Trời ơi rẻ. Nâng cấp. Ok để xem coi nó có gì khác chưa. Cái bàn. Ủa, nó có mới. Gì khác không? Có cái bàn cái ghế mới. À cái bàn cái ghế mới hả? À rồi bây giờ nâng cấp thêm nha. Đây nhìn là có cây có cối. Giờ là có cây có thêm khung tranh nữa nha bạn nha, nhìn có vẻ đẹp nè. Nâng cấp với giá 2.300 đô nâng cấp nè. Rồi. Ủa sao nó không khác chỗ nào? Cái ghế nâng cấp với cái bàn nâng cấp. Cái ghế với cái bàn khác hả? À ok rồi, rồi tiếp nè. 6.000 đô để nâng cấp tiếp. Nâng cấp tiếp nè. Wow, càng xịn hơn nha. Cái cây nó không có lên đời vậy trời. Giờ thử coi, nâng cấp thêm lần nữa nè. Đó full luôn rồi nè, level 5 là full rồi nè. Ơi tính ra là nó cũng chỉ thay đổi có mỗi cái bàn thôi Sam ơi, chứ cái laptop nó vẫn cùi bắp gì kỳ vậy. Kỳ trời, mất mười mấy ngàn đô mà chỉ thôi hả? Mất mười mấy ngàn đô chỉ để được cái bàn thôi hả trời. Gì kỳ vậy? Trời ơi. Trời ơi lừa quá nha, lừa quá nha. À mà quên nữa, tính ra là tôi chưa có giới thiệu cho bạn coi qua về cái tiệm net của tôi sau một thời gian mà tôi gọi là chưa quay trở lại game đúng không bạn? Đây. Thì đây nè, tiệm net chúng ta vẫn có tên là Gia đình Phong Sam nha các bạn nha, vẫn không có gì thay đổi hết trơn á. Vẫn là con robot, vẫn là anh gọi là giúp việc này đứng ở đây nè, vẫn là anh bảo vệ, vẫn là cô lao công. Ủa mà sao nhớ có hai cô luôn mà ta sao giờ còn có cô nha. Trời ơi trời. Hình như là một cô vô dọn dẹp. Trời ủa cái gì? Ơi.
Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi cái gì, ai mà vô tiệm net tôi mà quăng đổ lâm thanh niên này vô tiệm net tôi đặt đồ rồi. Láo nè. Trời ơi phá. Trời ơi chưa kịp review mà hứa trơn rồi. Chưa kịp review cái tiệm của tôi đó mà ai chọi đồ tôi, đạp đồ tôi vậy trời ơi. Quá chịu khổ luôn. Rồi mất cái màn hình nè, đây đây lắp cái màn hình vô lại nè. Trời ơi. Đúng là tiệm net bất ổn. Đúng là tiệm net bất ổn thiệt. Đây hư hư mấy cái thùng của tôi luôn rồi nè, thấy chưa? Trời ơi, giờ phải xếp lại mấy cái thùng nè. Thì cái tiệm của mình như bạn nhớ lúc trước thì mình đã mở rộng ra thì mình có mua thêm mấy cái kệ để xếp lên để đồ ăn nữa bạn đó. Để mình bán nha các bạn nha, nhưng mà có điều là bên dưới đây mình chưa xếp nữa. Tại vì mình lười quá bạn ơi. Xếp hết cái đống này là đến mai luôn á. Cái này hơi nhiều cho nên là mình đợi khi nào mình đủ level để mình thuê nhân viên á thì mình sẽ thuê nhân viên cho người ta xếp cho nó dễ hơn. Đó. Có luôn hả? Có chứ. Đó, ok mình sẽ thuê nhân viên sau nha. Đó. Còn ở bên đây á thì vẫn là cái dàn máy tính của chúng ta thôi. Vẫn là một hàng máy tính rất là xịn đó. Mình đang có dự định là mình sẽ làm thêm một hàng máy tính ở trong đây nữa bạn đó, chỗ giữa đây nè. Nó đang còn trống nè, mình sẽ xây thêm ở đây. Còn ở bên này thì là dàn máy tính. À không, cái này là máy chơi game. Cây dặn cây á. Kiểu dạng thùng á bạn đó. Thì cái này dễ xếp lắm, đặt ra cái là xong mà, cho nên là mình mua một lần mấy chục thùng luôn mà để đây luôn hả? Có cô này, cô ấy. Cô đi chơi game luôn hả? Sao cô lớn tuổi mà cô chơi game lắc lư dữ vậy, cô quẩy dữ vậy? Đó, trời nói chung là cái máy này nhiều người vô chơi lắm bạn. Đó, rất là xịn luôn. Sắp tới thì mình sẽ nâng cho nó thành cái máy xịn hơn nữa, nhưng mà tạm thời như thế này là được rồi. Đó, nói chung là đó chính là tổng quan về tiệm net của mình đó bạn. Đó bạn thấy tiệm net giờ phát triển dữ chưa? Từ một cái tiệm net bé tí tẹo giờ là bọn mình phát triển lên tiệm net to đùng rồi đó bạn ạ. À. Đấy. Ơ nhưng mà khoan đã, lần trước á là tôi nhớ là có cái tiệm bánh của cái cô bán bánh ở bên này mà sao giờ mất tiêu rồi ha? Hình rồi, như là sao? Mình cô cái phá sản rồi, hết tiền rồi. Hết mình... tiền rồi hả? Chứ sao mình làm nguyên cái tiệm đồ ăn vậy là cô cái phá sản rồi, thấy chưa? Đúng rồi, tính ra người ta bán đồ ăn mà mình mở nguyên tiệm tạp hóa kế bên là người ta phá sản, người ta dẹp tiệm luôn bạn. Ủa, à. Ủa sao bên đây còn nè? Cái tiệm này. À bên này mới mở, bên này tiệm mới mở. Tiệm mới nè. Cái này là tiệm mới mở nè đúng không? Đi vô coi coi. Wow! Wow! Xinh dữ vậy. Trời ơi. Ôi, sao mình nhớ lần trước là cái cô bán hàng lần trước á bạn là đã xinh rồi nha, mà cô này còn xinh hơn nữa nè. Trời ơi. Ủa? Tóc màu xám nữa. Này nhìn là màu xám là nghĩ đến một cái người rất là dễ thương mà tóc màu xám luôn, mày biết là ai không? Đó, đó chính là Phong Cận. Ngày xưa Phong Cận cũng để tóc màu xám đó, đẹp lắm. Tào lao, màu xám nghĩ sao nghĩ Phong Cận? Chứ mày mai. Nghĩ đến cái người mà xinh đẹp, tuyệt vời, dễ thương, đáng yêu, lấp la, lấp lánh, ánh kim cương. Lấp la, ánh kim mà cương. Cái người mà Phong rất yêu quý. Lisa! Lisa trong lớp... Vậy Lisa đó? giỡn. Okay. Rồi, nói chung là tôi thấy nhân vật nữ này nhìn rất là giống nhân vật game của Sammy nha các bạn nha. Đó, nhìn rất là xinh mà luôn. Giữa tôi với nhân vật này ai xinh hơn? Hả? Gì? Ai xinh hơn? Giữa Sam với nhân vật này ai xinh hơn hả? Ừ. Ủa, giỡn. Tất nhiên là Sam xinh hơn rồi. Chưa sao. Trời ơi. Bà giấu cây búa chỗ nào vậy? Vậy. Mày quá, tôi phải nói là Sam xinh hơn á bạn. Không thôi là kết thúc video sớm luôn. Vậy. Sao vậy? Giỡn. Ủa cái này là gì đây? Gì ai vứt bịch đồ đây vậy? Ủa sao ai mua đồ vứt đây vậy? Ủa anh ơi, hình như cái túi này của anh làm rơi đúng không anh? Anh ơi, ủa sao anh trai này cầm cái túi y chang này hình như làm rơi nè, sao anh để đây luôn rồi? Rồi ok, thôi bây giờ mình quay trở về tiệm net để mình làm tiệm net tiếp nha các bạn nha. Hiện tại bây giờ mình đang có 298.000 đô nè. Bây giờ mình sẽ mở máy lên cho khách chơi và một tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại sau khi mình đã kiếm được nhiều tiền hơn nha các bạn nha. Ok, rồi, chào thôi. A few moments later. Rồi, ok, sau một thời gian chờ đợi thì hiện tại tiền của mình đã lên được khoảng 589.000 đô rồi các bạn. Tính ra là nhanh ghê luôn ha. Hồi nãy là 300.000 mà một phát một chờ có khoảng 1-2 tiếng thôi. Bây giờ tôi lên được thêm 200.000 nữa bạn. Nói chung là nhiều nha. Ôi trời ơi, buồn ngủ. Không, khát nước, bị khát nước. Từ trời ơi. Em làm việc quá nè. Làm việc cực nhọc quá bạn thấy không? Làm việc cực nhọc quá chưa kịp ăn uống gì luôn nè, uống nước nè, rồi ăn thêm cái bánh hot dog đi. Đó cho nó no. Rồi đó, ok. Xong. Rồi đi về nhà nè. Bây giờ để tôi vào trong shop của tôi coi cái shop dạo này nó có bán cái gì mới không mà chúng ta mua, chúng ta nâng cấp tiệm net của chúng ta nha các bạn. Đấy, ok. Thì để vô trong shop nè. Hiện tại tôi thấy là shop hình như là nó có thêm mấy cái bàn mới nữa đúng không? Ủa cái bàn hình như cũ mà đâu mới đâu. Đúng rồi. Ghế thì sao? Ghế. Ù, có ghế trắng nè, ghế vàng nè, chỗ có nhiều ghế mới nè. Ù, cái thùng PC mới nè. Mai mốt tôi sẽ làm một cái thùng PC màu hồng tặng cho Sam. Ôi, thương dạ. Sẽ up cho tôi một cái gọi là cái cây PC hồng hết nha. Yên tâm, màu hồng hết luôn đó. Rồi để coi còn gì nữa không ta. Máy lạnh. Trời ơi,
quán mình hình như chưa có lắp máy lạnh. Hình như quán mình là chưa có lắp máy lạnh mấy bạn ơi. Ừ, được, để tôi xem coi mình. Tôi nghĩ là mình nên lắp máy lạnh cho khách để khách ngồi được lâu hơn. Hả? Tại vì mà quán nếp mình là quán nếp VIP đúng để không? Để tôi xem coi, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 3 cái máy lạnh nè. Ok, 3 cái lắp thêm chỗ mình cái nó đi là 4 cái máy lạnh. Ok. Giàu quá. À, lắp ở chỗ này cho bạn nhân viên thêm cái nữa là 5 cái máy lạnh. Đó, mình người tốt mà bạn, mình phải lắp cho cả nhân viên nữa đúng không? Đó, rồi 5 cái nha, rồi mua nữa nè. Trời ơi. Rồi ok. À mà khoan, từ từ khoe với bạn nè. Hiện tại mình mới vừa đổi bạn nhân viên mới rồi. Đó bạn thấy không? Bạn nhân viên mới này nhìn cũng rất là xinh, xinh y hệt như bạn bán nước bên kia vậy. Đó trời ơi, tóc ngắn, đó dễ thương đáng yêu. Đó, rồi. Sao hôm nay tôi khen người ta mà sao không giận tôi ta kỳ ta? Giận gì đâu. Như hôm nay trời có mưa không ta? Sao trời có mưa mà sao má không giận ta? Tôi là người cô gái gọi là yêu hiện đại. Vậy hả? Không ghen. Không có ghen đúng không? Ừ, tôi không ghen gì trơn á. Không ghen hả? Không ghen sao nghe giọng kỳ kỳ ta. Đấy rồi bây giờ mình sẽ để máy lạnh cho robot nó cầm nữa bạn. Đó, có robot là tiện quá luôn đã. Mình sẽ lắp cái để mình lắp cái cho bạn nha. Ừ. Nào lắp đây nè. Rồi, ủa mà cái này mở sao mẹ hả? Đi cần gì mở, gắm cho vui là được rồi. Đầu này là bật cho nó khỏe. Trời ơi trời. Đây nè, lắp thêm cái này nè. Rồi tôi lắp ở trước mặt tôi luôn đó, tôi lắp chỗ này luôn đó. Trời. Mình ngồi ở đây xong mấy cái máy lạnh nó phè vô mặt mình đó. Trời. Bệnh chết luôn. Bệnh gì bệnh, cũng lắm viêm họng thôi chứ gì đâu. Đó, rồi bây giờ mình viêm phổi luôn, viêm họng. Mình lắp thêm cái vô đây nữa. Trời ơi. Hình như hơi tối nha, tôi bật đèn cái đã. Đúng từ rồi. Trời tối quá, khách vô chơi net là hư mắt hết. Đó, bật đèn lên. Rồi lắp thêm một cái ở bên này nữa. Trời ơi cái tiệm nét gì đâu mà nó mát phà luôn, lắp vô thấy mát rồi. Rồi lắp thêm một cái bên này nữa. À, xong. Trời ơi giờ có tiệm nét là có thêm máy lạnh luôn nha các bạn nha. Máy lạnh siêu xịn luôn, cái này là cyber luôn chứ phải là tiệm nét nữa rồi. Rồi, ok bạn, nói chung là ngày hôm nay thì chúng ta đã xem qua cái tiệm nét của chúng ta sau một thời gian thì nó đã hoạt động như thế nào. Thì như các bạn cũng thấy đó là nó đã rất là xịn sò rồi. Nhưng mà bạn, mình có một cái ý nghĩ như thế này nè. Bây giờ tiệm nét của chúng ta hiện tại đang rất là xịn rồi, có cả bảo vệ cũng xịn nữa đó. Đúng rồi anh ơi, hay quá anh ơi, đá cho cái đó, có bảo vệ xịn, có máy tính xịn, có đầy đủ mọi thứ xịn rồi. Cho nên là tôi nghĩ nha là chúng ta hãy cùng nhau làm thêm một cái series tiệm net nữa, nhưng mà phiên bản ở một cái tiệm net dưới quê nha các bạn nha. Hiện tại là mình đang ở thành phố nè, mình đang có cái tiệm net trên thành phố rồi. Mấy bạn có nhớ cái tiệm net dưới quê của mình không? Sao nhớ không? Nhớ, tôi đốt banh xác này. Đúng rồi, cái tiệm net ở phần 1 á bạn, phần này là phần 2, còn tiệm net ở phần 1 của tôi là tôi bị phá sản bởi vì là Sammy báo thủ đó. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiệm net ở dưới quê của chúng ta nha, và chúng ta sẽ làm thêm tiệm net ở dưới quê và làm thêm tiệm net ở trên này nữa để kiếm tiền mua cái nhà ở bên kia nha mini. Tôi thấy cái nhà bên kia là hơi bị xịn đó. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về tiệm net dưới quê để xem coi nó như thế nào bạn nha. Ok rồi, chúng ta cũng đã về quê rồi đây mấy bạn ơi. Đây chính là quê của bọn mình ở trong game rồi. Đó thì Sam có nhớ cái ông này không? Đó. Good game. Cái ông màu xanh xanh này nè, đó ở trên ngực của ông là cài nguyên cái trái bom nữa bạn. Tôi đố mấy bạn nào mà có nhớ chức năng của ông này ở trong game này để làm gì, bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Ông này là tôi cực kỳ ghét ở trong game luôn đó. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi về tới nhà của bọn mình nha bạn nha. Đó. Này nó độc lạ bình dương. Đây, đây là quê của bọn mình đó. Quê của mình thì gọi là nó hơi cũ xíu thôi đó, nhưng mà nó bình yên lắm mấy bạn ơi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tiệm net của chúng ta ở dưới quê nha. Đây. Phong Sam Đậu Family với bạn ạ. À. Đó, ok, mở cửa ra nè. Ha. Trời ơi, tôi cảm thấy nhớ nơi này cực kỳ luôn các bạn. Đây chính là cái nơi mà lần đầu tiên chúng ta lập nghiệp trở thành chủ tiệm net nè. Đó, bây giờ vô vẫn nó vẫn cùi bắp như ngày nào. Lâu quá giờ nó rác rến đồ quá trời luôn các bạn ơi. Rồi, hai từ để tôi dọn dẹp qua xíu nha. Tiệm net dưới quê á thì nó khác tiệm net ở thành thị. Ở thành thị ở chỗ là chúng ta không có gọi là người giúp việc các bạn ạ. À. Mình phải tự lau chùi hết, bạn hiểu không? Đó. Trời ơi, khổ quá. Đúng rồi, mấy mốt là ở đây hình như là mình phải thuê con máy hút bụi robot đó Sam. Sao biết không? Ôi trời. Đó, đây nè, trời ơi, ông nào hút thuốc bỏ đây nè, rồi có mấy cái chai nước gì nè, trời ơi đó. Mà cái game này hay ha. Mình cầm cái cây chổi này mình quét một cái thôi là cái lon biến mất luôn, ghê không? Trời ơi, như ảo thuật gia. Đúng rồi, như ảo thuật gia, quét cái là cái chai biến mất luôn. Trời ơi, giống kiểu như đang quét bụi vậy đó, quẹt cái biến mất rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ để tôi dọn dẹp sơ qua cái tiệm net chúng ta cái rồi bọn mình sẽ cùng nhau làm lại tiệm net ở dưới này nha các bạn nha. Đó, sạch sẽ chưa? Rồi sạch rồi nè, bây giờ xếp cái bàn vô nè. À, để cái bàn vào đây, để cái ghế vào đây. Ghế nhựa. Ghế nhựa nha, thời này vẫn còn dùng ghế ngựa nha. Ghế ngựa là cái gì?
ghế nhựa. Cái gì vậy? Cà lâm không à? Tôi không biết. Đây rồi, giờ xoay cái ghế lại nè. Rồi, ok, để này. Đó, rồi. Bây giờ cần cái tiệm net, cái máy net là chúng ta cần thêm có cái thùng PC, màn hình với lại chuột, chừng nữa bàn phím đâu nữa. Đây, tôi vô tôi mở máy thử nha. Ủa? Sao mở được? Ủa sao mở máy không lên rồi? Bật điện ông ơi. À phải bật điện. Quên. Trời ơi, lâu quá không chơi quên. Đây nè. Tiệm net ở dưới quê hơi cùi xíu là phải bật cầu dao nha bạn nha. Đó. Bật cầu dao nè, rồi vô máy bây giờ mới mở được nè. Đó. Trời ơi, máy xoay 80 vòng mới mở nha bạn. Đó, thấy không? Thấy máy lắc dữ chưa? Trời ơi. Trời ơi, giật đúng là mạng ở dưới quê. Trời ơi. Lắc nha. Tiệm net trên thành phố xịn bao nhiêu vừa giờ dưới quê cùi bấy nhiêu nữa. Ok, để xem coi hiện tại bây giờ chúng ta cần phải mua chúng ta máy net nha. Ok. Mai cà phê nè. Rồi, giờ tôi kiếm coi mua thùng PC ở chỗ nào ta. Ủa, chỗ nào vậy? Đó, mua cái cục mạng á, cái cục mạng kia kìa. À đây đây, phải lên đây mua nè. Trời ơi, chỗ này nha bạn nha, mua chỗ này nha. U, có mua quần áo luôn nè. Nay là có bán thêm quần áo luôn nha cho bạn nha. Wow, xịn. Cho mình mang chứ cho ai mang mà nội. Trời ơi, có tiền không có tiền ăn luôn á, mang mấy này làm chi. Rồi, vô Amazon nè. Bây giờ chúng ta sẽ mua máy tính nha các bạn nha. Thì mình đang có khoảng 2000 đô. Tôi nghĩ là 2000 đô thì tôi sẽ mua tôi cái máy tầm 1 sao rưỡi đi. Đó, 1 sao rưỡi nha, mua cái máy 1 sao rưỡi nè. Mua thêm cái máy lạnh. Ồ, cái máy lạnh đắt quá vậy? Thôi, giờ quá. Cỏ mà. Chắc giờ tạm mà. Thời, chắc giờ tạm thời chưa cần máy lạnh đó các bạn ơi. Đó, ok. Rồi mình sẽ mua cho mình thêm cái ghế nè, cái ghế nãy có rồi đúng không? Rồi thôi. Cái bàn có rồi nè, cho nên mình sẽ cần mua cho mình thêm cái bàn phím đi, bàn phím 1 sao đi. Mua cái màn hình 2 sao đi. Con chuột cả, con chuột 1 sao thôi. Rồi cái này có đồ lót chuột nữa hả? Wow, đồ lót chuột xịn nha. Ui, đồ lót chuột anime nữa nè. Trời ơi. Gì mà xanh vậy? Đồ lót chuột Galaxy. Trời, cái này đẹp nha, tôi mua cái Galaxy đi 100 đô nè, mua luôn. Trời ơi, mua cái máy mấy trăm đô mà mua cái lót chuột 100 đô. Trời ơi. Có sao đâu, mình đầu tư mà bạn. Đó, rồi ok. Tôi thấy là dạo này là nó có nhiều đồ mới quá nha. Rồi để xem coi anh rồi, shipper giao hàng nè. Ai ship ta? Có xe ship tới. Lâu quá không nhớ, không nhớ anh shipper nào. À đây. Anh shipper cưỡi lẹt đà chứ bạn nha. Trời ơi, đó. Xịn này. Rồi, con chuột nè, đem chuột vô. Rồi, lắp thêm cái thùng PC nè. Xong. Đó. Rồi, ủa sao mà lắp có mỗi cái bàn máy tính thôi mà giờ trời tối luôn rồi. Ủa. Trời ơi, lắp có bàn máy tính thôi mà trời tối luôn rồi các bạn ơi. Đó, ok. Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi nghiệp lại với một chiếc máy tính bé tí tẹo này thôi nha các bạn nha. Đó, và chúng ta sẽ lại tiếp tục làm tiếp series tiệm net, một cái series rất nhiều bạn yêu thích đó. Mình sẽ làm tiếp thêm tiệm net ở dưới quê đó nha các bạn nha. Rồi ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn nào mà muốn bọn mình sẽ tiếp tục làm tiếp cái series tiệm net này và sẽ làm tiếp series tiệm net nhưng mà phiên bản ở dưới quê thì đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết, nhấn nút like video này để ủng hộ cho bọn mình nữa nha. Còn bây giờ thì tôi nghĩ tập này kết thúc tại đây ha. Ok. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn lại anh em những video lần sau nha. Bye bye. See ya.